Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn đã khiến mực nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm thành phố Yên Bái và một số huyện của tỉnh Yên Bái. Nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư bị ngập sâu. Nước lũ dâng ngày một cao, khiến người dân phải lên nóc nhà kêu cứu. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, lũ trên sông Hồng vẫn đang tiếp tục lên, mực nước trên mức báo động 3. Tại thành phố Yên Bái, do ảnh hưởng của nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3 đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình. Bà Nguyễn Thị Nhân ở tổ 6 phường Đồng Tâm cho biết, từ 2 ngày hôm nay, cả khu vực nhà bà Nhân bị ngập sâu trong nước, việc đi lại rất khó khăn, mưa to quá nên nước chẳng những không rút mà còn ngập sâu hơn. Theo bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, mưa lũ gây ngập hầu như toàn thành phố Yên Bái và các huyện Văn Yên, Trấn Yên, khu vực dọc ven sông Hồng bị ngập sâu nhất. Nước lũ lên cao suốt mấy ngày qua, rất nhiều nhà bị mắc kẹt trên tầng 2, tầng 3, thậm chí phải lên nóc nhà kêu cứu. Hiện nay vẫn còn mưa và ngập. Một số huyện bị sạt lở đất vùi lấp nhiều nhà và hoa màu. Lực lượng chức năng như quân đội, công an, chính quyền địa phương dùng các biển báo, vật dụng, các biện pháp để tạm ngăn không cho người dân qua lại khu vực nước ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn. Sáng sớm ngày 10 tháng 9, mặc dù nước đã rút ở một số khu vực nhưng còn cao hơn nhiều so với chiều tối ngày 9 tháng 9, nên hàng trăm cán bộ chiến sĩ của lực lượng chức năng tiếp tục bổ sung thêm các phương tiện như thuyền máy, xe lội nước, áo phao để hỗ trợ người dân. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm ngày 10 tháng 9, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9 tháng 9 đến 3 giờ ngày 10 tháng 9 có nơi trên 200mm như Yên Ninh, Yên Bái 321,6mm, Đồng Tâm, Hòa Bình 272,8mm, Hương Sơn, Hà Nội 254,2mm, Quang Trung, Nam Định 207,8mm. Từ sáng sớm ngày 10 tháng 9 đến đêm 10 tháng 9, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm. Cục bộ có nơi trên 150mm. Trong đó, Lào Cai, Yên Bái, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cho biết, lũ trên sông Thao tại Lào Cai đang xuống chậm, tại Bảo Hà, Yên Bái đang lên. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, Thái Nguyên, Bắc Ninh và sông Thương, Bắc Giang đang lên. Sông Lục Nam, Bắc Giang đang xuống chậm. Mực nước lúc 5 giờ ngày 10 tháng 9 trên sông Thao tại Lào Cai là 86,18m, trên báo động 3 2,68m, tại Bảo Hà 61,81m, trên mức lũ lịch sử năm 2008 60,93m, 0,88m. Tại Yên Bái 35,22m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 34,42, 0,8m. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống. Tại Bảo Hà, Lào Cai, Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên, lũ sông Lục Nam xuống chậm. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống. Tại Bảo Hà biến đổi chậm. Tại Yên Bái tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử, lũ sông Lục Nam tiếp tục xuống. Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp chỉ đạo việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 và chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở đất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp. Bão số 3 là cơn bão lớn nhất trong 30 năm trở lại đây ở Biển Đông. Riêng trong năm 2024, thế giới ghi nhận đến thời điểm này là cơn bão có sức gió mạnh nhất. Vì vậy, khi đổ bộ vào Việt Nam gây thiệt hại hết sức nặng nề. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh, đã làm nhiều nhà ở bị hư hỏng, cột điện hạ thế bị gãy đổ, nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng, nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ trên các tuyến đường tại các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại. Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo nhanh tình hình thiệt hại sau bão số 3, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá công tác phòng chống lụt bão trong những ngày qua, xem xét các nguy cơ có thể xảy ra và chỉ đạo nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay trước mắt, cũng như công việc cần phải chuẩn bị về lâu dài. Tinh thần chỉ đạo thống nhất là toàn hệ thống chính trị và nhân dân không được chủ quan, tăng cường cảnh giác, chủ động các phương án đối phó với diễn biến bất thường, nguy hiểm của thời tiết. Huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo an toàn và ổn định đời sống của nhân dân. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân,
tất cả vì cuộc sống của nhân dân là trên hết. Trước hết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ngành tiếp tục tập trung cao độ thực hiện kế hoạch và phương án khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra với 5 mục tiêu. Thứ nhất, tập trung cao độ cho việc cứu người, rà soát, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa những người bị thương, nhất là những người bị thương nặng, lo hậu sự cho những người xấu số. Thứ hai là không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa, không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh. Thứ ba là khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Thứ tư là thống kê thiệt hại chính xác, khách quan để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả kịp thời. Thứ năm là ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương tinh thần nỗ lực quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương, các lực lượng quân đội, công an và nhân dân trong triển khai phòng chống bão số 3 vừa qua. Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đã tích cực tuyên truyền, góp phần cảnh báo và để nhân dân chủ động ứng phó từ xa, từ sớm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn tới người thân, gia đình các đồng chí đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, chia sẻ với những mất mát, đau thương của các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thiệt hại nặng nề do bão số 3. Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và các lực lượng để ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trước mắt, các địa phương vùng bị ảnh hưởng bão, hạn chế các hoạt động khác, tập trung cho việc cứu trợ, cứu nạn, triển khai các phương án tiếp cận người dân để hỗ trợ đồ ăn, nước sạch, giúp đỡ người dân vượt qua thời gian khó khăn. Sử dụng các phương tiện, biện pháp để tiếp cận nhanh những vùng bị chia cắt do lũ lụt. Bên cạnh những việc đã phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ, từng bộ ngành địa phương, các lực lượng phải chủ động bám sát để thực hiện, không chờ đợi sự chỉ đạo, hỗ trợ. Các địa phương trong cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ các địa phương đang gặp khó khăn. Trong đó, phân công rõ ràng việc hỗ trợ đối với các địa bàn trọng điểm về thiệt hại, nguy hiểm, cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói. Hỗ trợ kịp thời gia đình khó khăn, có người già, trẻ nhỏ, người ốm đau. Bên cạnh việc kịp thời hỗ trợ, chăm lo đời sống cho người dân, cần quan tâm đầy đủ về phương tiện, đồ dùng thiết yếu, thực phẩm đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tiếp tục kiểm tra cầu cống, đê điều, phát hiện những vùng nguy cơ cao bị sạt lở để gia cố kịp thời. Các địa phương cần phối hợp tốt trong việc xả lũ, khẩn trương khắc phục giao thông, thông tin liên lạc, điện lực, tiếp tục huy động lực lượng quân đội, công an, y tế, giao thông tập trung cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn, nhất là các vùng khó khăn, khôi phục các cơ sở y tế, giáo dục, đảm bảo vệ sinh, môi trường phòng chống dịch bệnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, cần huy động sự chung tay của toàn xã hội, tổ chức cuộc vận động quyên góp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp các địa phương bị ảnh hưởng của mưa bão, tiếp tục công tác tuyên truyền, cập nhật tình hình nhanh đến nhân dân để chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát huy vai trò lực lượng quân đội, công an trong tham gia cứu trợ nhân dân, phải truyền tận tay đến người dân những nhu yếu phẩm cần thiết. Thưa quý vị, trong thời điểm bão số 3, bão Yagi vào đất liền dẫn đến mưa, gió lớn, gây nhiều thiệt hại tới cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng tới đời sống của người dân, các cán bộ chiến sĩ công an thủ đô đã không ngại khó khăn vất vả, chung sức ngăn chặn, hạn chế thấp nhất hậu quả do cơn bão gây ra, đồng thời túc trực lực lượng sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi cần. Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, lúc 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, cảnh sát 113, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội đã phát hiện chị Khuất Thị Hòa sinh năm 1980, trú tại phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đang đứng ở đường Nguyễn Bình Khiêm, tinh thần hoảng loạn, mặt tái nhợt, sợ hãi trong thời tiết mưa bão. Ngay lập tức tổ công tác đã dừng lại hỏi thăm. Qua quá trình tìm hiểu, chị Hòa cho biết không thể lái được xe và đang rất hoảng sợ. Sau đó, tổ công tác đã hỗ trợ đưa xe máy của chị về công an quận Hai Bà Trưng ở gần đó để bảo quản tạm thời và đưa chị về nhà riêng an toàn bằng ô tô của đơn vị. Không dừng lại ở đó, vào khoảng hơn 15 giờ ngày 7 tháng 9, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã phát hiện nhiều người dân đi xe máy di chuyển trên đường Trịnh Văn Bô hướng qua đường Trần Hữu Dực gặp khó khăn do mưa gió lớn. Lúc này cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng đi phía trước chắn mưa gió cho người dân di chuyển qua khu vực cầu vượt Xuân Phương. Theo đó, lực lượng chức năng đã giúp người dân di chuyển quãng đường khoảng hơn 1 km.
Tới tối ngày 7 tháng 9, nhiều mái tôn nhà dân bị thổi bay trong lúc trời mưa gió lớn, gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Xác định được tình trạng trên, Tổ công tác Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã nhanh chóng có mặt, di chuyển mái tôn lớn, chắn ngang đường Phan Bá Vành. Trước đó, để ứng phó với siêu bão số 3 bão Yagi, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cũng đã huy động lực lượng trực chiến, ứng trực 100% quân số cùng phương tiện, công cụ, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ người dân trên địa bàn. Tới khoảng 12 giờ 45 phút ngày 7 tháng 9, Đội Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an phường Phúc Xá, Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng các lực lượng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão phường Phúc Xá, xử lý xong sự cố tốc mái tôn trên tầng 3 ngôi nhà trong ngõ 93 Nghĩa Dũng, đảm bảo an toàn trước khi mưa gió to về. Bên cạnh đó, các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận, công an các phường trên địa bàn quận Ba Đình cũng tăng cường lực lượng phân luồng giao thông, xử lý cây đổ, hỗ trợ người dân trên địa bàn, phòng chống siêu bão số 3. Đặc biệt khi một gia đình ở Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội bị hư hỏng mái nhà, nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát, công an phường đã đến giúp đỡ xử lý. Theo người dân, vào thời điểm xảy ra sự việc, chỉ có một người phụ nữ ở nhà và không biết xử lý ra sao, nên đã gọi điện tới công an phường Yên Sở nhờ sự giúp đỡ. Ngay sau đó, cán bộ công an phường đã đến hỗ trợ. Ấn tượng trước hành động đẹp của người chiến sĩ cảnh sát, người dân đã ghi lại tất cả quá trình phục hồi và chia sẻ lên mạng xã hội. Tới chiều tối 7 tháng 9, công an phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội cũng thực hiện hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân tổ 9 đến nơi trụ sở nhà văn hóa tránh bão. Ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, trong thời điểm cơn bão số 3 diễn ra, công an khu vực đã thực hiện phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân phường, hỗ trợ đưa người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người bị bệnh thần kinh, nhà ở có nguy cơ bị sập đến nơi an toàn. Trong khi đó, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 7 tháng 9, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Công an thành phố Hà Nội, khi đang thu gom cây đổ trên tuyến đường Láng, đã phát hiện một cây to ven đường đổ vào xe ô tô 7 chỗ mang biển số 30F015XX đang lưu thông ngang số nhà 1194 đường Láng. Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiếp cận để cưa cây, cắt cành và cùng người dân kịp thời đưa lái xe ra ngoài. Lúc này, tài xế đã ngất xỉu và phải mất một thời gian hồi sức mới tỉnh lại. Sau đó, nạn nhân đã được người thân đưa về. Theo Công an thành phố Hà Nội, trước đó ngay trong chiều 6 tháng 9, các lực lượng công an thủ đô đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với siêu bão Yagi nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại, đặc biệt là con người. Theo đó, 100% quân số cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị đã được huy động, trang thiết bị, phương tiện đã sẵn sàng phục vụ công tác ứng phó với mưa bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa bão gây ra.